ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំរិះស័យហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូថ្មីមួយទៀតវីដេអូនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបៀ PC ដូចគ្នាយើងបានឃើញនៅខាងក្រោយខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំបានហាយឡៃតាក់ទងជាមួយនឹងកំផុននានីមួយនេះនៅដើមវីដេអូនឹងដែរហើយការបៀ PC នេះគឺPC ដែលមានស្ពេកហាយអេនគឺស្ពេកខ្លាំងយល់មកថាខ្លាំងដែរហ្នឹងណាហើយសម្រាប់ការបៀ PC នេះគឺម៉ាស៊ីននេះគឺចូលប្រាំ K ជាង ហើយខ្ញុំយើងនឹងឃើញនៅការបៀ PC មួយហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរតោះយើងទៅមើលការបៀ PC នេះទាំងអស់គ្នាលេតស្គូ
Okay, nâng hãy xem là PC mùi nâng. Nhưng mà mình chọc ca đầm lá lấy. Bạn ta dương ở toàn là thua ca install Windows hay nâng software. Để xa nhưng trong cái chọc video xem là part 1 sẵn. Đầm bây mà phía dương rung chăm dù. Hay ông bà sẵn ca bìa PC ní. Mình đạch tuổi đá. Thì mùi là xa CPU cooler để nhóm vô màu nâng ở nhóm trở lòng tay đã chương viên nó khang khéo á. Bên chân một nhóm hộ viên khơi hay nhóm làm chân tay trở lại về mà sau mình một ngày một hộ viên khơi vì sao nhóm trở lòng tay đã chương viên của còn hai đấy cứ vì mình chương viên sẽ mẹp màu cho mùi nâng ở motherboard. Ok hay ở nấy được khi dương mang khơi chẳng á. Hai vị trí khác cứ ở OTN Paypal TI. Hai dương thua ca tà lạng ở nhóm đặc trường tầm rô với mũi tiền. Tầm bấy tục vía cầm ai vì hiện ở thuyền. Nên xa graphic card đang hình thống. Hai thông ngôn cụ xong. Ok, xin mẹ phát quá cứ phân đăng kết. Ở quân chờ xin mẹ phát dương để tạm đăng video nhóm. Hai bà xanh dây chôn chất ai chích lại mũi mắt. Hai bà khen dương ạp toàn subscribe tế. Chú subscribe hay đã cả đăng phòng. Ở quân, bye bye.